Trong này thì vòng hoa người cưới và vòng hoa tình nhân đã xen lẫn với nhau để rồi trở thành một nghi lễ trao nhân cưới khá độc đáo và hoành tráng, đúng không ạ? Vòng nhẫn người cưới thì vòng hoa người cưới là tượng trưng cho sự chiến thắng, chiến thắng của tình yêu, và hoa tình nhân là tượng trưng cho tình cảm bền vững của chú rể cô dâu. Và trong này thì hai vòng tròn đã được thắt chặt vào nhau, nó sẽ đi suốt cuộc đời của chú rể cô dâu. Và xin quyến trường chúng ta đốt lên một tràng pháo tay thật lớn, thật rộn rã, chúc phúc cho chú rể cô dâu được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa tất cả quý vị, trong buổi lễ hôm nay, chúng tôi những người làm chương trình đứng ở phía trên này, nhìn dưới ở phía dưới sân khấu, rất đông tình cảm của tất cả bà con lối xóm, tình cảm của những người bạn nhóm hội, tình cảm của bà con làng xóm và anh em họ hàng. Chúng tôi nhìn rõ nét mặt của tất cả quý vị đang rất là hào hứng và chờ đợi ngày vui của chú rể cô dâu. Chúng tôi cũng nhìn thấy tất cả dãy bàn nước, bàn hoa kèm theo các vật phẩm, đó là những cái thứ mà gia đình bên nồi và chú rể đã bày biện để tri ân tình cảm của tất cả vị khách góp mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Chúng tôi gửi lời mời là chúng ta cứ tự nhiên uống nước, hút thuốc, ăn trầu, thưởng thức tất cả những vị ngọt ngào đậm đà mà chú rể và gia đình bên nồi đã tri ân, và cùng đứng bỏ lỡ hướng mắt về với sân khấu để rồi chứng kiến một giây phút cũng khá đặc sắc, khá ấn tượng và đầy ý nghĩa qua nghi lễ rót rượu cưới, một nghi thức khai vị tình yêu trong hạnh phúc mà chú rể cô dâu sẽ thực hiện ngay bây giờ. Xin mời chú rể, xin mời cô dâu, chúng ta một lần nữa nắm tay nhau đứng dậy. Xuân sao trong nắng mai, một ngày ngọt ngào dành cho anh. Ha 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 ha. Ôi tình yêu cho anh một thiên đường. Ôi tình yêu đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng. Yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Và như vậy là chai rượu champagne cũng đã được rót ra. Trong này thì chú rể cô dâu đang thổi hồn trong những hơi thở tình yêu. La 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 la. Và như vậy là đỉnh tháp của tình yêu đã được chinh phục. Trong này xin mời chú rể cô dâu, chúng ta cùng chọn cho mình hai ly rượu ở phía dưới cùng đấy ạ. Có thể xin mời nhờ anh Lê Tân có thể chuyển dùm cho tôi hai ly rượu được không ạ? Em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc. Xin mời chú rể, xin mời cô dâu trở về vị trí cũ của mình nhé. Vâng, cùng hướng mắt vào nhau đi ạ. Nguyễn chưa còn chờ gì nữa, hãy đốt lên một tràng pháo tay nữa đi ạ. Và đúng thật là xung quanh thì hương vị nồng say, mà say tình chồng vợ, vẹn tình thông gia, đó là tất cả những gì tinh tú nhất, lắng đọng nhất, ngọt ngào nhất có trong hai ly rượu champagne mà chú rể Lê Vạn và cô dâu Sumothoa đã dành tặng cho nhau qua nghi lễ giao môi, một minh chứng cho tình yêu. Một lần nữa xin cảm ơn chú rể, cảm ơn cô dâu, cảm ơn toàn thể quyến trường rất nhiều. Kính thưa tất cả quý vị, ở phía trước chúng ta đang còn rất là nhiều nghi lễ, nhưng trong này chúng ta cũng phải tạm lắng ít phút để rồi chúng ta hãy giao hòa trong giai điệu tình yêu, rồi gửi tặng, gửi những lời chúc phúc tốt đẹp nhất tới chú rể của dâu và lời gửi những lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tình cảm của tất cả vị khách. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng trở lại với phần 2 buổi lễ, chương trình live show nhạc, chương trình kết nối yêu thương từ ánh mắt đến trái tim. Đó là tất cả gì những người làm chương trình của tôi và tất cả vị khách sẽ giao lưu âm nhạc trực tuyến trong buổi lễ ngày hôm nay. Một lần nữa gửi lời mời tất cả vị chào đón phần 2 của buổi lễ. Một lần nữa thì Đạt rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong phần 2. Trước khi đến với những người làm chương trình của chúng tôi thì trong này có một vị khách khá đặc biệt,
một bản đăng ký gửi về rất sớm với những người làm chương trình tôi. Và tất nhiên những người làm chương trình chúng tôi sẽ dành sân khấu chính cho vị khách này bước lên sân khấu là người đầu tiên khai vị chương trình live show với giọng hát của cháu Trà My đến từ gia đình bên ngoài. Xin gửi lời mời cháu Trà My. Hôm nay là ngày vui của Dương, chào chú có Dương tâm năm hạnh phúc. Sau đây cháu xin gửi tới phụ huynh cho mẹ và Dương. Là bắt gặp một bé ở độ tuổi đồ rơi mí ở mảnh đất Xuân Liên nữa, với chất giọng thì khá là chính chạc và phong cách biểu diễn cũng khá chuyên nghiệp đấy ạ.
Để kính thưa cả vị, để hiểu hết cái những ca từ và ý nghĩa của bài hát Đoạn Đường Vắng này thì Đà cũng xin phân tích một chút nho nhỏ. Đoạn Đường Vắng này thì trước đây cô dâu Sumothoa cứ tưởng anh kia làm ăn xa sẽ khi đó cô Sumothoa thì đang đi một mình đúng không ạ? Nhưng cô đã hẹn hy vọng một ngày trở về thì cô Đoàn Đường Vắng này sẽ không còn vắng bóng anh, mà còn con đường này sẽ được trải thảm, và đó là con đường hạnh phúc mà anh và em cùng chung đi trên một con đường, cùng xây dựng mái ấm gia đình. Đó là thông điệp mà chị bé Trà My đã gửi tới cho chú rể của dâu, gửi một lời chúc tốt đẹp, chúc cho chú rể của dâu được trăm năm hạnh phúc, cùng đi trên một con đường hạnh phúc mà chú rể của dâu đã chọn. Một lần nữa xin cảm ơn Trà My rất nhiều. Chúng ta cùng quay trở lại với những nghi lễ tiếp theo trong ngày cưới của chú rể Lê Vạn và cô dâu Sumothoa. Trong này thì Đạt cũng xin được ống kính máy quay của và ánh mắt của tất cả quý vị hãy nhìn rõ cái bản đăng ký của những người làm chương trình chúng tôi đón nhận từ gia đình đúng không ạ? Bởi ở bên này là những món quà của gia đình bên nội. Đây là Đạt đã chép lại chữ hơi nhỏ một chút đấy. Còn bên này thì gia đình bên ngoài cũng khá nhiều đúng không ạ? Nhìn rõ chưa ạ? Trong này thì hai gia đình phải lưu ý một chút. Quà thì rất là nhiều, các những người thân cũng đến rất là liên tục với những người làm chương trình tôi, nên chúng tôi xin được phép là gửi lời mời những người nào có tên được sướng trước thì bước lên trước, còn những nào chưa có tên sướng lên thì vui lòng chờ đợi chỗ ít phút sau. Trước tiên dành tình cảm cho gia đình biến nổi trước với những món quà đầu tiên, đó là món quà của cha mẹ chú rể, anh chị Nam Huyền, hai em Thắng Huyền, dì Dường Thu Dân. Đó là bốn cái tên chúng tôi được gửi lời mời bước lên sân khấu gửi tặng cho chú rể của dâu. Một lần nữa thì xin được cảm ơn những món quà đầu tiên của gia đình bên nội, và chúng ta còn trở lại với những món quà của hai gia đình trong ít phút sau. Trong này thì chương trình âm nhạc lại được phát sóng tiếp theo với những phần giao lưu đến từ phía hai gia đình. Bên ngoài thì đã cử cháu Trà My khai vị cho live show, còn bên nội thì lại nối gót theo cháu Trà My với phần giao lưu của bạn Thanh Trần đúng không ạ? Xin gửi lời mời giọng hát của bạn Thanh Trần bước lên sân khấu. Mẹ dạy cho con từ thuở nằm đôi, hai tiếng yêu thương xây đắp cuộc đời. Cha dạy cho con từ khi mới lớn, tình nghĩa vương tròn một già sắt son, mang tròn niềm tin đi vào cuộc sống, dâng hiến đời cho ước vọng tương lai. Cha dắt con đi trên đường hy vọng, mẹ
dắt dìu con với cả tâm lòng. Cha ơi, thương cha mấy đồ bể dâu, nắng mưa cha yêu dãi dầu, bao đêm thao thức cành thầu. Cha ơi, ơn cha cao sâu vời vời, nghĩa mẹ đẹp như sao trời, tình thương ngát ngát trùng khơi. Cha yêu một đời hy sinh vất vả, quên bản thân mình xây dựng cho con. Mẹ bán cho con từng khúc sữa non, thao thức cầu mong con lớn lên người. Cuộc sống dựng hiến đời cho ước vọng tương lai, cha dắt con đi trên đường hy vọng, mẹ dắt dìu con với một tấm lòng. Cha ơi, thương cha mấy đồ bể dâu, nắng mưa cha yêu dãi dầu, bao đêm thao thức cành thầu. Cha ơi, ơn cha cao sâu vời vời, nghĩa mẹ đẹp như sao trời, tình thương ngát ngát trùng khơi. Cha yêu một đời hy sinh vất vả, quên bản thân mình xây dựng cho con. Mẹ bán cho con từng khúc sữa non, thao thức cầu mong con lớn lên người. Mẹ bán cho con từng khúc sữa non, thao thức cầu mong. Một lần nữa thì phải nói rằng cảm ơn giọng hát của bạn Thanh Dần rất nhiều với ca khúc Ơn Cha Nghĩa Mẹ. Một ca khúc cũng phải nói là đưa vào top những ca khúc bất hủ. Ca khúc này thì đã được nghệ sĩ ưu tú Bảo Yến thể hiện khá thành công. Sau này thì anh Long Nhật cũng đã nối gót theo với những giai điệu này, ca khúc này và đã thể hiện cũng thành công. Và trong này thì buổi lễ ngày hôm nay chúng ta đã được lắng nghe giọng hát đầy truyền cảm của Thanh Dần. Một lần nữa xin cảm ơn Thanh Dần rất nhiều. Chúng ta cùng lại phải quay trở lại với những món quà tiếp theo đến từ gia đình bên nội. Gửi lời mời O Dường Cẩm Nhi, chú Mự Tùng Mùi, hai em Hiền Huyền cộng hai em Nhân Nghĩa, đó là cùng bốn cái tên tiếp theo chúng tôi gửi lời mời bước lên sân khấu. Chúng tôi xin được nhắc lại là O Dường Cẩm Nhi, chú Mự Tùng Mùi, hai em Hiền Huyền và hai em Nhân Nghĩa, đó là bốn cái tên tiếp theo chúng tôi gửi lời mời bước lên sân khấu. Một lần nữa lại cảm ơn những món quà tiếp theo của gia đình bên nội. Và như theo quỹ đạo xoay của mình thì chúng ta cùng lại trở lại với sân khấu để rồi lắng nghe những giai điệu tiếp theo đến từ tất cả vị khách. Sau đây xin mời giọng hát của một người Dường có tên là Dường Cẩm đúng không ạ? Cùng bước lên sân khấu đi ạ. Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi
thời. Cây thiếu đất cây song song với ai, tình trăm năm ăn tình cây và đất, cây bám rễ sâu đất ôm chặt từ đáy lòng. Những con đường chảy dài đất nước, những mảnh vườn trái ngọt cây xanh, ôi đẹp làm sao ân tình cây và đất, đem đến môi sinh mà thắm cho quê hương mình. Trời sẽ duyên xin xui cho anh gặp em, cho lứa đôi kết thành mong ước của màu xanh. Rồi mai đây anh là đất em là cây, viên phúc tài biết rằng từ đó mùa xuân kết thành. Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở, cây thiếu đất cây song song với ai, truyền trăm năm ân tình cây và đất, cây bám rễ sâu đất ôm chặt từ đáy lòng. Tới mai đây anh là đất em là cây, viên phúc tài biết rằng từ đó mùa xuân kết thành. Một xin chào một tay thật lớn đến quý trường đúng không ạ? Cảm ơn dòng Dường Cổng rất là nhiều. Một dòng hát cũng khá là truyền cảm. Bây giờ thì chúng ta lại cùng quay trở lại với những món quà tiếp theo đến từ gia đình bên nội. Chúng ta phải gấp rút để rồi chuyển sang những món quà của gia đình bên ngoài đúng không ạ? Xin được gửi lời mời món quà của hai em Hà Tuyết, em gái Thu Hiền, em gái Thanh Xuân. Đó là ba cái tên cuối cùng có đúng bản đăng ký mà chúng tôi sẽ gửi lời mời bước lên trên. Và như vậy là tất cả những món quà đến từ gia đình Miến Nồi đã gấp rút xong. Bây giờ xin hỏi còn nữa không ạ? Nếu còn thì chúng tôi cũng gửi lời mời bước ra sân khấu đi ạ. Vâng ạ. Một lần nữa thì xin toàn thể quý trường chúng ta đối lên một tràng vỗ tay cảm ơn tình cảm của gia đình Miến Nồi rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn. Như vậy thì trước khi đến với những món quà của gia đình bên ngoài thì chúng tôi cũng xin được tiếp sóng món quà âm nhạc đến từ giọng hát của em gái Hồng Thơm đến từ gia đình bên nội đúng không ạ? Xin mời Hồng Thơm.